Ngày 12 tháng 5, trao đổi với báo Người Lao động, bác sĩ Phạm Hồng Nam, giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho hay, liên quan ca bệnh nữ nhân viên trực tổng đài tại khu công nghiệp An Đồn, ngành y tế quận này đã có kết quả xét nghiệm của các F1 và F2 liên quan. Theo đó, tổng cộng có 35 mẫu bệnh phẩm của 34 F1 và 1 F2 liên quan đến nữ nhân viên này cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Trong 34 F1 có 32 người là đồng nghiệp cùng làm việc với nữ nhân viên trên tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Trường Minh, lô 39, số 2, khu công nghiệp An Đồn, phường An Hải Bắc. Còn 2 F1 còn lại là bạn của nữ nhân viên trên, không làm việc trong khu công nghiệp. Bác sĩ Nam cho hay, 32 đồng nghiệp của nữ nhân viên trên từng làm việc chung trong tầng 2 của tòa nhà, nơi Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Trường Minh đóng trụ sở trong khu công nghiệp An Đồn. Trước đó, vào tối ngày 11 tháng 5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng đã công bố lịch trình của nữ công nhân làm việc tại khu công nghiệp An Đồn, quận Sơn Trà có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Đây cũng là trường hợp mà ngành y tế thành phố Đà Nẵng chưa tìm ra nguồn lây, chưa có điểm liên quan với các ca COVID-19 đã công bố trước đó. Cụ thể, bệnh nhân là NTN, sinh năm 1996, ở trọ trên đường Nguyễn Khắc Cần, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà. Nhân viên trực tổng đài của Công ty Cổ phần Trường Minh, chi nhánh Đà Nẵng, đường số 2, khu công nghiệp An Đồn. Bệnh nhân có dấu hiệu sốt kể từ ngày 3 tháng 5, nhưng chỉ ở nhà và uống thuốc hạ sốt. Trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến ngày 10 tháng 5, bệnh nhân đi làm ở công ty, tiếp xúc với nhiều đồng nghiệp và đi ăn uống nhiều nơi trên địa bàn Đà Nẵng. Đến sáng ngày 10 tháng 5, sau khi đi mua thuốc và vẫn thấy sốt, mệt mỏi, nữ bệnh nhân này đã đến Trung tâm Y tế quận Sơn Trà để khám bệnh. Tại đây, người này được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 do có dấu hiệu nghi ngờ. Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 vào sáng ngày 11 tháng 5.